Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài khoản trên Kahoot, cách để tạo một bài trắc nghiệm trên Kahoot và cách để các bạn lấy điểm của học sinh từ Kahoot. Thì đối với người giáo viên, bạn cần phải vào cái trang là kahoot.com. Nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn phải tạo một tài khoản cho nó. Bạn chọn là như một giáo viên. Ở đây thì bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản của Google, có thể đăng nhập bằng tài khoản của Microsoft hoặc bằng một cái email. Thì ví dụ bạn đăng nhập bằng một cái email thì nó sẽ yêu cầu bạn thứ nhất là thêm tên của trường học, cái thứ hai đó là đưa tải chi tiết, cái phần này là bắt buộc này. Thì bạn click vào, bạn chọn school, điền tên của bạn vào đây. Thì cái tên nó yêu cầu là từ 6 đến 20 ký tự ấy, có chữ, có số. Rồi đánh địa chỉ email của bạn vào đây, tạo mật khẩu ở đây. Còn ba cái này có nghĩa là giống như kiểu là nếu bạn chọn thì có nghĩa là, ví dụ bạn chọn cái thứ hai thì có nghĩa là bạn mong muốn được nhận được những cái thông tin từ Kahoot thì nó sẽ gửi thư call cho bạn. Nếu bạn chọn thì bạn sẽ luôn thì nó sẽ gửi thư cho bạn, cái thông báo về Kahoot thì nó sẽ gửi về địa chỉ mail mà bạn đăng ký ấy. Nếu không thì thôi, bạn đừng chọn cái nào cả. Sau đó bạn ấn chữ join Kahoot và xong. Thì ở đây thì mình đã có tài khoản rồi, thì mình sẽ đăng nhập cho các bạn. Và login thì mình đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Còn nếu không thì bạn tạo một tài khoản nào thì bạn đăng nhập vào tài khoản đấy, thì bạn đánh mail và mật khẩu ở đây, sau ấn login. Còn mình thì mình đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Rồi. Thì đây là cái trang Kahoot. Khi bạn đã đăng nhập thì ở phía dưới nó có rất là nhiều những cái bài tập về các lĩnh vực bằng tiếng Anh thì bạn có thể cho học sinh chơi. Ở đây thì là các giáo viên ở nước ngoài đã tạo để xem tất cả các cái bài mà bạn đã tạo thì bạn vào Kahoot. Đây, ví dụ đây là các bài mà mình đã tạo. Còn để tạo mới thì bạn vào có thể vào chữ create hoặc create new. Đấy, thì ví dụ bạn chọn cái create này để tạo một bài mới hoàn toàn. Đây có ba cái hình thức. Thứ nhất đó là quiz, có nghĩa là giống như bài trắc nghiệm ý, bạn được chọn một câu trả lời từ các cái, được chọn một đáp án từ các đáp án được A, B, C, D thì chọn một. Cái Zoomer có nghĩa là kéo thả các cái đáp án đúng. Còn là survey là khảo sát. Thì đối với môn của mình chọn là bài trắc nghiệm và chọn grid lưu. Phần tiêu đề này là bắt buộc. Ví dụ bạn đánh cái tiêu đề của bạn vào. Phần mô tả cũng là bắt buộc. Bắt buộc, hai cái này là bắt buộc. Thì còn ở dưới là không bắt buộc. Thì ở đây bạn chọn là everyone. Nếu bạn muốn cho mọi người đều biết, còn only one là chỉ mình bạn biết. Về ngôn ngữ thì bạn chọn tiếng Việt. Này là bạn có thể tạo một cái nguồn, dẫn một cái nguồn cho nó. Đây là bạn có thể chèn một cái video từ cái YouTube. Đây ví dụ nó gợi ý cho bạn là từ YouTube. Thì hai cái này không bắt buộc. Ở đây bạn có thể upload một cái hình ảnh.
từ máy của bạn, hoặc là lựa chọn một cái hình ảnh từ thư viện của họ. Xong bạn ấn OK Go. Bạn để thêm các câu hỏi, bạn ấn vào cái dấu cộng. Đây ví dụ như câu hỏi 1, này là bắt buộc. Thì chỗ này nó chỉ giới hạn cho bạn một lượng ký tự nhất định, và nó cũng không cho phép bạn đánh những công thức phức tạp. Thì bạn có thể khắc phục điều này bằng cách là bạn đánh những cái câu hỏi dài, hoặc là những cái câu hỏi có nhiều ký tự phức tạp ở trong Word hoặc là PowerPoint, rồi lưu nó dưới dạng hình ảnh. Sau đó bạn có thể upload cái hình ảnh ở đây lên. Chỗ này là phần thời gian. Nếu tính điểm thì bạn chọn yes, còn nếu không tính điểm bạn chọn no. Chỗ này là phần bạn đánh các câu trả lời, ví dụ như là đây là câu trả lời A chẳng hạn. Và đáp án nào đúng thì bạn phải tích vào, bởi vì đây là câu bạn tính điểm. Chỗ đây là phần bạn tạo một cái nguồn cho nó, và lấy không bắt buộc, tức là bạn muốn thêm một cái phần tài liệu thì bạn dán nó vào đây. Chỗ này là upload hình ảnh ở trong thư viện. Chỗ này vừa mình bảo rồi, bạn có thể upload một cái hình ảnh từ máy tính của bạn. Thì đối với những câu hỏi nó dài hoặc là có nhiều ký tự thì bạn chụp ảnh và upload ở chỗ này, tải lên ở đây. Còn đây là bạn có thể thêm một cái link YouTube. Ví dụ như câu hỏi của bạn có hình ảnh là video thì bạn phải để ở trên YouTube của bạn. Sau đó bạn cho cái link YouTube vào đây. Rồi bạn ấn Next. Các câu tiếp theo thì bạn làm tương tự như vậy. Đó, bạn cứ thêm dấu cộng và tạo thêm các câu hỏi. Được chưa? Ở đây mình chỉ tạo cho các bạn một câu hỏi thôi. Thì sau khi tạo xong, bạn cũng có thể vào chỉnh sửa ở đây. Chỗ này là nhân đôi câu hỏi, chỗ này là xóa câu hỏi. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự của các câu hỏi bằng cách ấn vào các câu hỏi và kéo thả nó xuống cái vị trí bạn mong muốn, thì nó sẽ thay đổi thứ tự của các câu hỏi. Xong thì bạn ấn Save. Ở đây thì bạn cũng có thể chỉnh sửa, xem trước, chơi hoặc là chia sẻ. Xong bạn hoặc bạn có thể ấn là bạn nhớ là phải ấn cái am đăng này, nghĩa là bạn đã làm xong. À, vậy bài kiểm tra của mình vừa tạo ra đây với có một câu hỏi. Thì để lấy điểm của học sinh thì bạn cho học sinh chơi như sau. Bạn vào play. Thì ở đây có hai hình thức chơi, là một là chơi cổ điển là mỗi người một máy, hai là chơi theo team, chơi theo đội. Thì bạn chọn hình thức chơi cổ điển. Thì nó sẽ hiện ra một cái mã pin ở đây. Sẽ tắt nhạc rồi. Nó hiện mã pin thì học để chơi được á, thì học sinh có thể là tải cái app Kahoot, hoặc không thì học sinh chỉ cần vào cái trang là kahoot.x. Sau đó là học sinh đánh cái mã pin này vào và đánh tên của học sinh vào, thì nó sẽ hiện tên của học sinh ở trên đây. Và xong thì bạn ấn Start. Đó, và các câu hỏi diễn ra và bạn chơi. Thì cũng có một video mình đã hướng dẫn các bạn, mình cho các bạn xem cái quá trình chơi như thế nào rồi. Thì sau khi học sinh chơi xong thì bạn lấy điểm học sinh như sau. Thì một là sau khi học sinh chơi xong bạn vào thì nó có một cái phần là lưu kết quả ấy. Thì bạn tải cái kết quả đó về và bạn biết luôn, học sinh sẽ biết luôn điểm của mình, nhìn vào trên, bạn tải cái kết quả về. Hoặc không thì bạn ở trên máy nó cũng luôn luôn lưu cái kết quả của bạn. Bạn có thể vào cái chỗ report. Thì nó sẽ hiện tất cả các cái bài mà bài chơi của bạn. Có ngày giờ, có số lượng người chơi và download. Bạn có thể download kết quả ở đây, hoặc bạn có thể vào cái chỗ dấu ba chấm này.
có phần là download kết quả, thì nó sẽ khi bạn click vào đây nó sẽ tải cho bạn một cái file Excel về thông báo các cái kết quả của học sinh chơi được, và trên đó nó sẽ hiện điểm của học sinh. Hoặc bạn ở đây có nghĩa là lưu tới Google Drive, và đây là chơi lại đó. Thì nếu bạn vào report thì nó sẽ báo cáo cho bạn toàn bộ, nó lưu toàn bộ các cái quá trình bạn, các cái bài mà bạn đã từng chơi đó. Còn nếu không thì sau khi chơi xong thì nó cũng hiện cái phần lưu kết quả, nó hiện top học sinh, và phần lưu kết quả bạn cũng có thể xem sau khi mà học sinh chơi xong ấy, thì bạn cũng có thể vào đấy, hoặc không thì bạn cứ vào report là bạn sẽ thấy. Report thì luôn luôn lưu tất cả các kết quả từ trước đến giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới, mình sẽ trả lời các bạn.